Xin chào anh em, hôm nay Cường lại giới thiệu với các bạn những chiếc xe đang trang bị những cái món gì nhé. Đây, đầu tiên đây này, đó là một chiếc Kia Cerato. Đấy, Cerato này thì nên rất là nhiều đồ nhé. Đầu tiên các bạn thấy này, khách hàng đó là trang bị một cặp đi gầm này, ba chế độ màu nhé. Và đây này, với Cerato ấy, thì mình sẽ lấy cái mã đó là cái kích thước là 2.0 inch để nó vừa khít với cái này luôn. Còn nếu mà mình lấy cái mã 3.0 ấy, thì cái dưỡng này mình sẽ phải chế một chút. Đấy. Đây là kỹ thuật viên đang trong quá trình nhé, làm đặt nhé. Trước đó này thì anh chủ xe cũng đã lên cho mình một đôi bi led rồi này, các bạn thấy này. Đấy, hôm nay qua trang bị thêm một cặp bi gầm. Đấy. Chưa hết nhé, xe này còn làm rất là nhiều đồ này. Có cái món này hay này, đó là trải sàn này. Đấy, đây các bạn thấy này, đây là khách hàng đã trải lại sàn. Cái sàn này đó là mã cao cấp của cái mã 360 Vân Diamond nhé. Nó được cắt theo zin theo xe luôn nhé. Các bạn thấy này, từ con ốc này, chất liệu này. Đấy. Vì ở dưới này mình là nỉ này, đấy nên mình bọc một lớp trải sàn ở trên. Đấy. Cái mã này thì đang đắt nhất nhé. Con xe này chưa hết đâu này. Đây này, con này nhá. À đây, giới thiệu mọi người cái này. Con này này, đây trước đó nó là ghế này. Sau một thời gian sử dụng này, trước đó nó đã là ghế da rồi, nhưng mà sau một thời gian sử dụng nó đã xuống cấp rồi. Đấy, thì khách hàng có lên một bộ ghế da, thì khách hàng phối đó là 60% đó là da Lapa, còn 40% đó là giả da, để cho cái mức kinh phí nó phù hợp. Đây này, đây là đang trong quá trình này. Đấy, đây là tháo hết cái da cũ của xe ra này. Và đây này, bọc cái lớp sải này. Cho em mượn cái này tí anh nhé. Đấy, đây này, đây là da này. Và cái mẫu ghế là khách chọn này, các bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn nhé, may theo form xe luôn. Đấy, đây là các anh đang trong quá trình lắp đặt nhé. Đấy. Cái này thì chúng ta có thể tùy vào điều kiện kinh tế của chúng ta thì chúng ta có thể lên mã phù hợp. Một là chúng ta có kinh tế thì chúng ta có thể là lên full Lapa. Đấy, không thì chúng ta có thể là chọn full da công nghiệp. Ba là chúng ta có thể là giả da. Còn để nếu mà hiệu quả thì chúng ta có thể mix. Đấy, giữa da Lapa, da công nghiệp và giả da để làm sao cho chúng ta nó có cái mức kinh phí nó phù hợp. Đấy. Tiếp theo này, đó là một chiếc VinFast E34. Đấy, E34 này mời lấy trong hãng này ra nhé. Và có trang bị những cái đồ rất cơ bản. Đây, đầu tiên này cũng là trải sàn này. Đấy, trải sàn nhé. Nhưng bên này ấy, thì khách sử dụng cái mã sàn đó là Simili. Đấy, Simili thì nó cho chúng ta cái mức kinh phí nó phù hợp hơn. Tất nhiên là Simili thì nó sẽ phải cắt theo form xe thôi. Đấy, và đây này, đây là trong quá trình trải này. Đấy, cũng rất là đẹp. Sau đó nhé, là khách lựa chọn một cái lớp thảm ấy, thì khách lựa chọn thảm của Thái Lan nhé. Đây này, mình lấy cho các bạn xem này, nặng quá. Đấy, như các bạn thấy này, đây này, cái thảm của Thái Lan này. Đấy, theo form xe luôn. Đấy, thằng này cũng chống nước, chống thấm nhé. Đấy, chống chân trượt. Đấy, đấy là tiếp theo. Ngoài ra nhé, xe này này, vì mới lấy mà thì đã được trang bị đấy này, dán phim nhé, khách hàng dán lại phim này. Đấy, hai kính sườn trước thì khách lựa chọn cái mã CR20 của 3M. Còn cái kính sườn trước này này, à kính lái này, thì khách lựa chọn cái mã đó là CR70 nhé. Đấy, phim thì đang được khuyến mại lên đến 20% cơ. Đấy, chưa hết đâu, còn một cái món nữa này, đó chính là cái camera hành trình. Đấy, đây là anh em đã đi dây rồi này, dây để sẵn vào đây. Đấy, cái cam hành trình các bạn đang ở đây đây, thì khách hàng lựa chọn cái mã DDPI L3 này này. Đấy, thằng này thì đang có mức giá đó là 1.850.000. Đấy, và thằng này có độ phân giải lên đến 2K. Đấy, vì khách mời dán phim nên chúng ta đi dây sẵn, chúng ta chưa dán lên, để 1-2 ngày thì chúng ta mới dán lên để nó đảm bảo chất lượng phim. Đấy. Đây này, cái da Simini cũng rất là đẹp đây này. Đấy. Còn về chất liệu thì chắc chắn là nó không thể bằng cái vân sàn 360 Vân Diamond rồi, cái loại đấy là đang là đắt nhất. Đấy. Còn các bạn có nhu cầu độ xe thì bên mình làm tất cả các dịch vụ nhé. Nhớ mọi người ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.